Anh Lý Dũng hỏi thêm một câu hỏi nữa này, có những các cái nhiều lý do thắc mắc khi mà KYC và trong cái app của lúc thì thông tin cá nhân bảo mật như nào và lúc bảo mật thông tin người dùng như nào, cùng anh Sơn. Vâng, ok, cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh Dũng. Đến từ Sapa đúng không? Anh Dũng là người rất là năng nổ và tham gia các buổi Zoom của công ty và các buổi Zoom cá nhân cũng rất là năng nổ, và câu hỏi của anh rất là đúng và rất là nhiều người cũng thắc mắc. Thật ra là về cái vấn đề bảo mật thông tin khách hàng thì rất là nhiều người đều đều quan tâm đến. Cái điều này là một cái điều đúng đắn thôi. Thế thì Locamote cũng hiểu được được cái tâm lý này của khách hàng, và Locamote là một cái công ty nền tảng hoạt động trong ngành công nghệ này 20 năm rồi. Trước khi mà Locamote đưa ra cái nền tảng của mình thì cũng kể sơ qua cho anh chị một chút là Locamote cũng đã có những cái thời gian làm các cái app, ví dụ như là Toxic, đúng không? Với cộng đồng người sử dụng rất là lớn, do VinSchool họ họ sử dụng, hay là Applian của Sắc Liên, mà đem tới thành công Sắc Liên là trong 6 tháng mà có tới 60.000 cái hợp đồng bảo hiểm và 30.000 cái cộng tác viên ở trên toàn quốc. Đấy, thì với cái nền tảng mà làm về cộng đồng như vậy thì Locamote hiểu sâu sắc về việc là bảo mật danh tính của khách hàng. Bởi vậy nên là anh chị em chúng ta hoàn toàn là có thể tin tưởng khi mà cái dữ liệu cá nhân của chúng ta, cụ thể ở đây là chúng ta sẽ quan tâm đến là cái căn cước công dân đúng không, sẽ được bảo mật, hoặc là số điện thoại, rồi là email của chúng ta, là chúng ta sẽ hoàn toàn là sẽ được bảo mật trong các cái trong trong cái nền tảng của Locamote. Đấy, thì anh chị em chúng ta hay cộng đồng cứ hoàn toàn yên tâm nhé, Locamote sẽ đảm bảo cái điều này cho chúng ta. Xin thêm một chút về cái phần bảo mật thì cũng có được cũng có được học qua, và cái này nó cũng là một trong các cái điều kiện khi mà các cái app lên trên cái hai cái tiêu chuẩn cao nhất bây giờ, đấy là cái App Store của iOS của iPhone và cái Android nói chung của các cái nền tảng điện thoại Android như là Samsung hoặc là các cái hãng khác. Thì các anh chị họ khi mà họ họ đẩy một cái app lên trên cái hai cái cửa hàng này này thì họ phải đủ cái tiêu chuẩn liên quan đến bảo mật thông tin hoặc là các cái website các anh chị, chứ còn nếu không là họ không được đâu. Bởi vì là khi mà Dũng có hoạt động ở một số các cái mảng liên quan tài chính hoặc là những các cái mảng liên quan đến cộng đồng thì có rất nhiều những các người người ta có thể tạo được ra app, nhưng mà để app có thể lên được trên các cái hai cái hệ điều hành này thì không hề đơn giản đâu các anh chị. Đó, họ phải đảm bảo được những cái yếu tố đó thì các cái hãng nền tảng này họ mới cho cái app ấy được vận hành. Tức là anh phải có đầy đủ tất cả những các cái gọi là tính năng, anh chứng minh được rằng anh bảo mật cái thông tin. Tức là anh chứng minh là anh muốn bảo mật cái thông tin của khách hàng và tôi đảm bảo là bảo mật thông tin khách hàng. Nhưng mà anh phải chứng minh được cái năng lực của anh khi mà anh vận hành nó mà anh không bị hacker nó tấn công vào Mẹ đang mua cái đồ này thì cho mới con được, này vì đã. chứ không không phải là anh cứ thích nói rằng là tôi có đủ điều kiện, là tôi có đủ điều kiện. Anh cứ yên tâm là tôi sẽ bảo mật được cái thông tin của anh, không phải thế đâu anh chị. Đó thì cái đấy là để cho anh chị có thể biết được rằng là cái thông tin cá nhân của anh chị khi mà các anh chị automatic up vào trong cái app ấy là nó rất là an toàn. Đấy, hoặc là những các cái mạng xã hội thì khi mà họ có những các cái nó gọi là cái phần mà bảo mật hơn ấy, chỉ nói đơn giản như Zalo. Zalo là rất là nhiều người nói rằng là đây là một cái phần mềm ở tại Việt Nam nên thành ra là cái bảo mật nó không cao. Nhưng mà người ta bảo mật thông thường là cũng đã là cao rồi, nhưng người ta sẽ ra thêm một cái gói dịch vụ nữa, đó là bảo mật đầu cuối. Tức là khi mà các anh chị đã sử dụng cái bảo mật đầu cuối này ấy, thì cái tin nhắn của tất cả những nội dung các anh chị gửi đi ấy, là nó sẽ mã hóa đầu cuối, chứ có đoạn giữa ấy, nếu mà vì một lý do nào đó mà tấn công bị hack nó tấn công vào giữa ấy, là cái nội dung của anh chị là sẽ không bao giờ có thể được đọc được. Đó, các cái nội dung của anh chị chuyển qua lại sẽ không bao giờ đọc được. Đấy là cái đơn giản là một cái app như là Zalo. Đó, thì còn web thì nó cũng tương tự thế, web nó cũng lại phải có những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là các anh chị nhìn, khi mà nhìn vào cái đầu của một cái trang web ấy, các anh chị nhìn thấy thấy là nó có một cái hình cái ổ khóa các anh chị, thì tất cả những các cái trang web mà có những cái ổ khóa như vậy thì họ đã đảm bảo một cái tiêu chuẩn liên quan đến website là được đảm bảo đó. Chứ còn những các cái trang web mà các anh chị khi mà các anh chị truy cập vào để mình truy cập cung cấp cái thông tin dữ liệu cá nhân ấy, mà nó không có cái ổ khóa, không có cái hình cái đầu khóa ở cái phần đầu của cái đường link web ấy, thì tức là cái trang web đấy là trang web nó không an toàn.
Đó, thì đấy là sơ bộ để anh chị có thể biết được rằng là khi mà chúng ta đưa một cái dữ liệu thông tin cá nhân của chúng ta vào một web là chúng ta có thể nhìn cái đó để biết này. Thứ hai là khi mà chúng ta đưa một cái dữ liệu thông tin của chúng ta vào một app, bất kể là trên iPhone hay là trên Samsung hoặc là các phần mềm Android, thì những các cái app đó là họ phải đủ cái tiêu chuẩn liên quan đến bảo mật thì họ mới được vận hành cái app đấy. Rồi xin thêm một phần cái về cái phần bảo mật đấy thôi. Xin mời anh chị. Cảm ơn anh Dũng giải đáp rất là logic và nhiều các cái thông tin mới đúng không? Rất là hay. Cảm ơn anh. Đây có anh Quang Thành, anh cũng có một cái lời giải thích cũng rất là dễ hiểu về cái việc đó là nó mã hóa toàn bộ cái thông tin cá nhân. Một bức ảnh của các anh chị cũng có thể được mã hóa ra. Cái bức ảnh mà các anh chị chụp chứng minh thư nó cũng sẽ được mã hóa ra và nó sẽ lưu giữ lại, chứ nó không ở dưới cái dạng hình ảnh mà chúng ta có thể hình dung được. Một xung thêm một phần nữa là liên quan đến cái phần bảo mật thì anh nghe Huy Hoàng anh có một cái câu trả lời, đó là cái socket layer là một cái phần bảo mật cho các website, đúng đấy anh ạ. Đúng đấy các anh chị, nó có những các cái hệ thống bảo mật kế cận để xác định là một cái website nào là website an toàn, một website nào là website bị rủi ro. Câu hỏi của anh Quang Hạnh luôn là có câu hỏi của mình về low carboning là phí tạo gian hàng 3D, khi mình đăng ký gian hàng thì ai sẽ tạo cho mình gian hàng 3D đó? Vâng, cái về cái local building ấy thì cái phí tạo gian hàng 3D hiện nay thì với 10.000 cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, local mode là đang có cái chương trình là sẽ tạo ra 10.000 cái gian hàng miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi vậy nên là trong cái giai đoạn này thì các cái chủ doanh nghiệp anh chị có thể tận dụng cái thời gian này để được các cái gian hàng miễn phí của riêng mình mà Locamos sẽ tặng cho chúng ta, đúng không? Trong cái giai đoạn này thôi, chứ còn giai đoạn sắp tới thì sẽ mất phí. Giai đoạn sắp tới sẽ mất phí, còn hiện nay thì Locamos sẽ tài trợ cho chúng ta là 10.000 doanh nghiệp, đúng không? Đợt vừa rồi Locamos có tham gia chương trình FinTech ở tại Bình Dương đấy, TechFest ở tại Bình Dương ấy, thì cũng đã đưa ra cái chương trình này rồi, là sẽ tài trợ cho 10.000 gian hàng cho 10.000 cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đó. Còn về sau chúng ta mới phải mất tiền anh nhé. Cảm ơn anh Sơn.